Hello, xin chào mọi người. Hôm nay có một ca mụn của một bạn nam. Thì mình sẽ cho bạn coi coi cái quá trình sau 5 lần lấy mụn bên Hana thì được cái gì nha. Lần đầu tiên bạn đến bên mình thì mọi người thấy là có xuất hiện những cái cục u nang bên dưới da. Cái phần cằm, cái phần má và cái phần cằm bạn rất là nhiều đây. Mọi người xem nha. Đây là tình trạng lúc đầu bạn, đây là những cái cục u nang. Thì bạn cũng điều trị rất là nhiều nơi rồi nhưng mà không có khỏi. Sau khi mà lần đầu đến bên mình thì điều trị thì nó sẽ giảm bớt từ từ từ. Và hiện tại cái làn da của bạn lúc này bây giờ là nha mọi người. Mọi người so sánh giùm bên Hana nha. Thứ nhất là cái sau 4 lần lấy nhân mụn thì từ cái làn da ban đầu là như thế này. Thì hiện tại làn da của bạn được như thế này. Thì sau khi mà lấy nhân mụn và bên mình phục hồi cho bạn thì các bạn coi nha. Đây là cái tình trạng da lúc đầu bạn đến á, cái phần phần cũng đang là vùng này nè. Và cái cục này là nặng nhất nè. Mọi người coi, thì sau khi phục hồi thì da bạn sẽ được như thế này. Hầu như là mình sẽ không có thấy cái vết u nang đó và không có để lại sẹo cho bạn nhiều ở trên cái làn da ha mọi người ha. Mọi người cứ nói là lấy mụn những cái cục mụn viêm vậy thì sau khi nó xuống viêm á thì nó có sẹo hay không? Thì đây là minh chứng cho một cái làn da điều trị mụn và không có để lại sẹo cho bạn quá nhiều. Thì những cái sẹo này trước đó là da bạn đã rất là nặng nhưng mà bên mình cũng phục hồi cho bạn được phần nào. Mọi người có thấy không? Cái làn da lúc đầu nè, những cái sẹo này rất là sâu rồi, nó sâu ở bên dưới da. Còn những cái cục này là u nang, nó rất là to. Nó rất là to thì sau khi sẹp xuống thì được như vậy. Ha? Như thế này thì trong kết quả 4 lần thì mọi người thấy kết quả như vậy là có ok không? Đây, vỡ cái làn da vậy. Nghĩa ơi, trước khi mà em qua bên chị thì em có điều trị nhiều nơi chưa? Đã có nhiều rồi chị. Ừ, mà cái kết quả nó như thế nào? Nó dẫn tới là nó không hết. Rồi khi mà em tới bên chị thì chị cam kết gì em nhớ không? Chị có nói với em là sau mấy lần là da em nó sẽ khỏe và nó không có mọc những cái cục mụn mà như mà hiện tại em có, lúc đó em có đúng không? Có như là chị nói không? Cái kết quả như vậy em cảm thấy hài lòng không? Dạ em hài lòng. Khi mà lấy nhân mụn bên chị về thì những cái cục mụn đó nó có mau lành không vậy? Mau lành chị. Thì lấy xong rồi thì tầm khoảng là mấy ngày là da em nó sẽ giảm sưng đỏ? Tầm 3 ngày giảm. Đây nè mọi người coi cái làn da bên này ha. Đây, cái làn da khi mà bạn đến nè, tình trạng u nang rất là nhiều. Mình cứ nghĩ là da bạn khi mà xuống viêm á thì nó sẽ để là một chút sẹo thì cũng có, nhưng mà khả năng phục hồi da của bạn rất là tốt nha mọi người. Mọi người coi cái phần cái ổ nang chỗ này nha. Đây, cái ổ nang chỗ này nó rất là to. Nhưng mà khi phục hồi da xong rồi thì da cái nền da nó như thế này. Đó. Không có để lại sẹo nhiều cho bạn nha. Và da bạn hiện tại rất là khỏe, không có bị bào mòn, bong tróc hay là yếu da. Da nó cũng sẽ hạn chế nổi mụn. Từ bữa tới nay em đâu có nổi cục mụn nào thêm nữa nha. Như vậy là cũng quá ok rồi nha mọi người. Với cái làn da này chỉ cần đi 4-5 lần là da đã khỏe. Với điều kiện là mọi người phải chịu khó với Hana là mình sẽ kết hợp dưỡng với lại mình đi dưỡng chất tại spa và dưỡng tại nhà thì da mọi người sẽ ổn dần giống như vậy nha. Tranh thủ từ giờ tới Tết thì nếu mà tình trạng nặng á, thì mọi người cứ qua đi rồi thì từ từ nó sẽ ổn. Còn nhẹ thì lấy một hai lần nữa là hết rồi, chúng ta sẽ kịp ăn Tết thôi. Với cái làn da này thì em cảm thấy là cái khả năng hài lòng của em được khoảng bao nhiêu phần trăm dạ Nghĩa? 70-80% vậy. 70% đúng không? Tại vì trước đó bạn có mấy cái sẹo này là mọi người giá như biết mình trước thì sẽ không có xuất hiện những cái phần sẹo này đâu. Thì bây giờ mình sẽ còn lấy những cái nhân mụn mà ẩn lâu lâu nó nổi một hai cục thôi, mình lấy cho bạn là nó sẽ ổn thôi. Rồi tạm biệt mọi người nha. Có nhu cầu gì về điều trị mụn mà cứ việc inbox cho Hana, bên mình sẽ giải quyết những cái vấn đề mà điều trị khó khăn của bạn là đi nhiều nơi ở những cái chỗ khác mà không có kết quả. Mọi người chỉ cần qua Hana là sẽ có kết quả ngay từ lần đầu tiên khi mà mình điều trị và sẽ không có để lại thâm sẹo nhiều trên làn da, da phục hồi không bào mòn bong tróc nha mọi người ha. Rồi tạm biệt mọi người nha.